diễn viên Hữu Tín đối diện với mức án 15 năm tù. Ngày 1 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố bị can Trần Hữu Tín, sinh năm 87, diễn viên Hữu Tín về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Liên quan vụ việc, bị can Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 90 làm DJ bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo kết luận điều tra, Tín thuê căn hộ tại chung cư Giai Việt ở quận 8 để sống cùng với bạn gái và Phi. Giữa tháng 5, Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và sử dụng ma túy. Tan tiệc, Phi thấy còn thừa ma túy nên đem về cất tại phòng ngủ. Rạng sáng 11 tháng 6, Hữu Tín cùng một số người đi ăn nhậu rồi kéo về căn hộ ở chung cư Giai Việt. Vào phòng của Phi, nam diễn viên thấy đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cho bạn bè cùng sử dụng. Hôm đó Tín cắn và nuốt nửa viên thuốc lắc. Khi Phi về đến nhà biết Tín và bạn sử dụng ma túy nên Phi chỉnh nhạc cho hưng phấn và đưa ma túy cho một người khác sử dụng. 9 giờ cùng ngày, công an quận 8 ập vào căn hộ phát hiện Tín cùng hai người khác dương tính với ma túy, thu giữ hai gói ni lông chứa 11 viên thuốc lắc. Chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê không biết việc Hữu Tín và Phi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý. Hữu Tín là trưởng nhóm 2X Pro, từng giành được nhiều thành tích như quán quân Cười Xuyên Việt 2016, Tiếu Lâm Hội, quán quân Nghệ sĩ Đa Tài 2017. Nam diễn viên còn gây ấn tượng bởi các vai diễn trong Ai Chết Giơ Tay, Nhà Không Bán và góp mặt trong nhiều game show như Nhanh Như Chớp, Chọn Ai Đây, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, vân vân.